Tang lễ nhạc sĩ Vũ Cẩm, Thành Lam, Tấn Minh và dàn sao đến tiễn biệt, Quang Hà khóc nấc lo hậu sự cho bố. Nhạc sĩ Vũ Cẩm qua đời vì ung thư. Nhạc sĩ Vũ Cẩm qua đời tại nhà riêng vào chiều ngày 19 tháng 4, sau thời gian mắc ung thư vòm họng, thọ 80 tuổi. Thông tin này đã khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối. Đến chiều ngày 21 tháng 4, Quang Hà cùng mẹ và người thân chủ trì lễ viếng bố ruột, nhạc sĩ Vũ Cẩm tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các nghệ sĩ nổi tiếng có mặt tại tang lễ để tiễn đưa nam nhạc sĩ lần cuối như Ấn Minh, Vũ Duy Khánh, Thu Ba, Khắc Viết, Thanh Lam, NSNJ Quốc Hưng. Tại tang lễ, Quang Hà và mẹ ruột thẫn thờ thực hiện các nghi thức. Nam ca sĩ cho biết, bố anh phát hiện bị ung thư cuối năm 2021, gia đình nhiều lần đưa ông nhập viện để điều trị. Hồi tháng 3, Quang Hà phải hủy chuyến biểu diễn ở Anh khi bố đột ngột nhập viện cấp cứu trong đêm. Mỗi lần đi diễn xa tôi đều lo lắng cho sức khỏe của bố. Lúc rảnh tôi đều tranh thủ thời gian để bên cạnh và chăm sóc ông. Bố dạy dỗ tôi rất nhiều điều và có sức ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của tôi. Bố ra đi thanh thản trong vòng tay của con cái, người thân. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi rất đau lòng, Quang Hà chia sẻ về bệnh tình của bố. Nhạc sĩ Vũ Cẩm sinh năm 1942 tại Hà Nội. Ông là nghệ sĩ đàn tre lâu, có nhiều sáng tác về thủ đô và Phật giáo như Nhớ Hà Nội, Kỷ niệm mùa thu Hà Nội, Nghe tiếng chuông chùa. Những nhạc phẩm của ông từng được nhiều ca sĩ thể hiện, trong đó Quang Hà từng hát tri ân bố trong live show riêng. Ông từng chỉ huy dàn nhạc của Tổng cục Chính trị trước khi về hưu. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.